Giá cà phê được chúng tôi cập nhật lúc 4 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2024. Kênh cập nhật giá hai lần ngày và đưa thông tin mới nhất đến với người xem. Lưu ý các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch. Giá cà phê hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2024, các nước có vụ mùa khảo quan, duy nhất Việt Nam gặp mất mùa. Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê thế giới tiếp đà tăng trên cả hai sàn giao dịch. cụ thể trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta giao tháng 11 năm 2024 tăng 17 đô la mỗi tấn ở mức 4.702 đô la mỗi tấn; giao tháng 1 năm 2025 tăng 17 đô la mỗi tấn ở mức 4.615 đô la tấn. tương tự trên sàn ICE Futures US, giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2024 tăng 2,15 centa ở mức 257,3 cent pa, giao tháng 3 năm 2025 tăng 2,15 cent pa, ở mức 256,0 cent pa. Giá cà phê giảm mạnh tuần qua do nguồn cung không còn khan hiếm như trước. Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Thế giới, ICO, nhiên vụ 2023 đến 2024 dự kiến đạt 178 triệu bao cà phê, mỗi bao 60 kg, tăng 5,8% so với nhiên vụ trước. Trong đó, sản lượng cà phê Arabica tăng 8,8% và Robusta tăng 2,1%, giúp ổn định nguồn cung toàn cầu, trong khi các nước sản xuất cà phê khác đều có vụ mùa khả quan, Việt Nam là quốc gia duy nhất gặp mất mùa với mức giảm trên 10%, dự báo niên vụ tới, sản lượng cà phê Việt Nam tiếp tục giảm do hạn hán và diện tích trồng thu hẹp khi nông dân chuyển sang trồng các loại cây kinh tế hơn. Việt Nam đã bắt đầu thu hoạch cà phê từ tháng 10 và sẽ cao điểm vào tháng 11 và 12, một số vùng thu hoạch kéo dài đến tháng 1 năm sau. Sự bổ sung nguồn cung từ Việt Nam cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá cà phê giảm trong thời gian gần đây. Ở trong nước, nhiều địa phương bước vào thu hoạch cà phê niên vụ mới. Theo ghi nhận, mới vào đầu vụ thu hoạch cà phê, nông dân trồng cà phê ở miền núi huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vui mừng vì giá cà phê tăng cao. Giá cà phê quả tươi hiện được các đại lý thu mua với giá từ 13.000 đồng trên 1 kg đến 16.000 đồng trên 1 kg. So với niên vụ năm 2023 và các năm trước, giá cà phê đầu vụ năm 2024 này cao nhất từ trước đến nay. Tại tỉnh Quảng Trị, cây cà phê được trồng ở huyện miền núi Hướng Hóa, thời điểm cao nhất, ở địa phương có tổng diện tích trồng cà phê khoảng 5.000 hectare, hiện có khoảng 3.700 hectare trong đó có khoảng 3.400 hecta cà phê đang cho thu hoạch. Trong khi đó, cà phê là cây trồng chủ lực tại Đáng Nông với khoảng 143.000 hecta, chiếm 35% tổng diện tích đất nông nghiệp của tỉnh. Giai đoạn này, cà phê Đáng Nông đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Thời gian thu hoạch từ cuối tháng 10 đến tháng 1 năm sau, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng trở lại tại các địa phương so với hôm qua. Qua đó, đường mức giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 111.400 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk tăng 300 đồng mỗi kg, đạt 111.500 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng tăng 300 đồng mỗi kg, đạt 111.100 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai tăng 300 đồng mỗi kg, đạt 111.600 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông cùng diễn biến tăng 300 đồng mỗi kg, đạt 111.700 đồng mỗi kg.